viết các cái chức năng liên quan, thì chức năng nào chúng ta sẽ viết trước? Thứ nhất, người ta nói là sẽ có dùng chức năng để mà tạo một cái list khi mà mở cái form lên và khởi tạo một cái table gọi là user list. Hồi nãy mình chưa đặt cái này, bên phần table mình chưa đặt, bây giờ mình sẽ qua bên này mình đặt cái tên cho table này là TBL user list. Nút reset, xóa trắng form, xóa trắng form. Vậy mình làm cái nút reset trước theo cái yêu cầu ở đây. Vậy trong cái nút reset này thì các bạn double click vô thì nó là btn reset, và các bạn không nên viết trực tiếp code vô đây, không nên viết code trực tiếp, mà ở trong đề á thì người ta chỉ nói là viết cái hàm điều khiển để mà xóa trắng thôi. Thì ở dưới này chúng ta thấy là người ta để là clean form đây, thì mình viết theo cái hàm này để mình gọi lên trên, chứ đừng có viết trực tiếp code vô trong nha. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ viết clean form. Ở đây mình để là my code đi. Void clean form. Đấy, mình viết clean form ở đây. Vậy thì mục đích của mình xóa trắng là xóa cái gì? Txt username chấm set test rộng txt password chấm set test rộng, gì nữa không? Cái này đâu có remember đâu. À, user thì bạn tích cũng được, bạn tích admin cũng được, còn không thì mình cứ rdo user chấm set selected true cũng được. Và còn một cái nữa cũng không kém phần quan trọng, lúc nãy mình nói là gì? Txt user chấm request focus, cái này cũng rất là quan trọng. Sau khi mình reset xong thì mình đặt con trỏ lại ô đầu tiên, đó là chúng ta clean form. Như vậy khi mà chúng ta chạy lên, chúng ta gõ user, gõ password, chúng ta nhấn reset. Tại sao chưa được? Chưa gọi hàm lên. Rất tốt. Vậy chỗ này bạn sẽ gọi cái clean form lên đây là xong. Mình đã hoàn thành được cái phần là viết cái clean form. Rồi ngắn.